Rồi, hello chào anh em ha. Thì mình làm những cái clip nhiều về dây điện á, có rất là ngán. Nên hôm nay mình review cái bơm nước điện sau một thời gian sử dụng ha. Thì cái bơm này mình gắn, chính xác là mình làm cái clip mà gắn cái bơm này từ tháng 3 năm 2021 ha. Thì đến nay cũng phải hơn 1 năm rồi, 5 rưỡi ha. Nhưng mà đa phần là cái xe của mình là cũng để mấy tháng nay cũng chả có đi. Nhưng mà thật sự thì đúng thời gian sử dụng thì cái thằng này cũng phải mình xài được 1 năm rồi. Đúng 1 năm ha. Mà đa phần á, khi mà mình xài cái thằng này, mình gắn cái này, mình toàn đi tour mà. Mình đi Đà Lạt, mình đi tùm lum Phan Thiết, Nha Trang, tùm lum hết. Nói chung là đi cũng nhiều. Và bật là bật 24/24 nha. Tại sao bây giờ là mình lại gỡ ra? Mình cũng gỡ cái bơm này được mấy tháng nay thôi. Tại vì khi mà mình lên cái đầu S150 á, bắt đầu mình gắn bơm nước zin vô. Do là mình hay mở ra mở vô cái phần đầu á, nên là khi mà mình mở ra mở vô nhiều như vậy á, mình mở cái thằng này ra vô rất là mệt, rất là phức tạp. Nên là mình muốn mở cái thằng bơm nước zin cho nó nhanh, nó gọn. Nên là mình mới gỡ ra, mình để đó thôi. Chứ khi nào mốt mình cần thì mình sẽ sử dụng lại nó ha. Còn bây giờ mình sẽ đi vào cái vấn đề mà ưu nhược điểm của cái thằng này sau một thời gian mình sử dụng ha. Thực sự thì mình thấy là 57 không cần phải đi bơm nước điện đâu. Thì 62 trở lên, 62, 65 đồ kia các thứ á, thì anh em đi thằng này hợp lý. Đi tour nha, dành đi tour nha. Còn nếu mà đi trong thành phố thì mình thấy cũng không phù hợp lắm. Cái thứ nhất ưu điểm của nó là nó làm cho anh em là cái máy của mình nó không phải gắn thêm cái phần mà bơm nước. Cái thứ hai nữa là không mà làm cho mình bị lòn nước. Cái thứ ba nữa là thằng này nếu mà đi tour thì giải nhiệt cực kỳ tốt nha anh em. Thứ tư nữa là mình rửa xe rất là nhiều, mình xịt thử nhiều lần vào đây, mình thấy nó không bị lòn nước nha, nó không có vấn đề gì hết. Mình thấy nó vẫn đảm bảo nha, mình đi mưa rất là nhiều luôn á. Tại vì lúc đầu mà khi mà mình mua cái thằng này á, mình đã để ý là mình biết cái cấu tạo của nó là ở đây nó là cái phần cụm bơm này, cụm motor này. Thì cái thằng motor ở trong đây á, đây, cái thằng motor trong đây á là nó tách rời với cái thằng này ra. Nó không có dính dáng đến nhau nha anh em. Cái từ trường của cái 500 này nó làm cho cánh quạt này nó quay. Nên là ở phần này là tách biệt hoàn toàn so với phần này, so với cái phần này. Còn nếu mà nói về chống nước là phải chống nước từ bên ngoài nha. Trong ý là cái phần nước mưa đồ các thứ nó không có thấm vô mấy cái rãnh này này thì nó mới đảm bảo. Là đối với mình á, mình thấy cảm nhận nha, cái này ý kiến cá nhân của mình nha, mình cảm nhận, mình không có PA cho cái thằng này nha. Lúc đầu là mình cũng sợ là nó sẽ chết sớm, nhưng mà thực sự thì sau một thời gian sử dụng thì mình thấy là tuổi thọ của thằng này tối thiểu phải được 2 năm. Mình đừng có để cho nó chập cháy thôi, còn lại là mình cứ xài đúng cái nguyên lý của nó, mình thấy nó ok, không có vấn đề gì nha. Thì về phần nhược điểm thì cái đầu tiên mà mình không thích á là không biết là do lỗi là mình mua xui hay là sao, nhưng mà mình để ý là mình mua cái thằng này á là mình xài 2 sim luôn nha, mà xài cả keo luôn nha, mà nó xì, nó vẫn xì, nó xì nhớt dưới này này. Thì anh em ráp cái phần này đúng không, thì thường nó sẽ xì này, vẫn còn dấu của mình này, mình để lại này, nó thường sẽ xì nhớt dưới này này. Nhưng mà nói chung là mình làm khắc phục được cho nó không xì nhớt được. Nhưng mà mỗi lần mình mở ra mở vô ấy, là mình phải cẩn thận bôi keo kỹ rồi tùm lum ấy. Nên là mình thấy nó rất là phiền phức, rất là phức tạp. Còn cái thằng bơm nước zin của mình á, khi mà mình mở ra là mình mở được nguyên cục bơm luôn. Mình không cần phải, thay vì nếu mà mình bắt cái ống như vậy ở dưới đây đúng không, anh em bắt phần dưới đây đúng không, thì muốn mở cái này anh em phải mở cái này ra luôn thì mới mở được cái này, để ví dụ như canh cam đồ này kia chỉnh cò á, thì phải mở cái nắp, mở cái này mới mở được cái này đó. Còn như cái thằng bơm zin của mình á, mình không cần phải xả nước. Mà muốn mở cái này anh em phải xả nước nha. Bơm zin của mình thì không cần phải xả nước, mình mở nguyên một cụm ra luôn thì kéo cái két nước ra luôn đó, nên là không cần phải xả nước. Đó là cái nhược điểm thứ nhất, là không biết là do cái này chạy CNC lỗi hay sao, hay là do mình xui. Cái thứ hai là cái bơm này á, mặc dù là nó êm thiệt, nhưng mà khi mà mình ráp vô á, mình mà không cẩn thận á, thì dễ bị rung dàn áo lắm. Nó chỉ cần dựa vô dàn áo là rung rè. Nên là mình phải ráp cái này, mình phải cẩn thận. Mình khi trước khi mình ráp á, thì mình phải nhìn bên trong là cái phần nào là cái phần mà có thể để cái bơm này. Đó, nói chung là chỉnh. Cái này mình chỉ cần ráp sai, mình cắt ống sai, mình thiếu hay dư chút thôi là nó dính, nó cạ vô dàn áo. Mà cạ vô dàn áo khi mà mình bắt cái dàn áo vô á thì nó hơi cấn đó, nên mà khi mà nó cấn nó tì vô dàn áo, giống như chỗ này này, cái tì vô dàn áo này nó rè ghê lắm. Cái thứ ba là hai cái hàng cọc mát với cọc dương này, sau một thời gian mà mình đi á, thì nó lên ten. Mà mình cắm cái hai cái đầu này vô á
Thì sau một thời gian thì nó cũng khó mà ăn tiếp biển được, với lại nó cũng bị lỏng nha anh em, cũng bị lỏng nha. Đó nên là cái phần này mình anh em nên chú ý hai cái này. Mình muốn chắc thì mình hèn nó vô luôn, mình hèn trì cho nó chết luôn. Cái thứ tư này là cái cực kỳ quan trọng nếu mà anh em lần đầu rát nó bơm nước điện ha. Để ý cái bơm nước zin của người ta làm thiết kế, cái ống của nó cong xuống, dốc xuống. Thì khi mà nó dốc xuống á là nước nó tự động nó vô, chứ không cần phải cái bơm nó hút. Đó, cái bơm nó hút nên là cái nước nó xoay chuyển trên, từ trên vừa có lực lực hút, lực trọng lực. Cái thứ hai nữa là lực bơm của cánh quạt nên là nó đẩy rất là khỏe. Quay lại cái bơm nước điện này thì mình cũng phải gắn làm sao mà giống cái bơm nước zin nha. Thì khi mà mình gắn á, là cái ống của mình này nó phải nằm xéo như vậy này, có nghĩa là làm sao mà cho cái nước mát nó vô á, nó chèn vô đây, chứ đừng có gắn như vậy. Thì khi mà mình gắn như vậy á, cái giống như là hai cái bình cao mà nó thông nhau á, cái nước từ trên cái két nước chảy xuống thì nó chỉ chảy được một phần nửa của cái bụng nước cánh quạt này thôi, chỉ chảy được một phần nửa này thôi nó xuống. Còn phần còn lại tại sao nước nó không đẩy lên được là do nó có một lượng không khí ở đây nó không thoát ra được. Nên khi mà mình gắn bơm á, là mình phải gắn dốc như vậy để nước á, nó chèn hết vô đây, không khí nó được đẩy xuống dưới. Đó thì đó là vài điều mà về bơm nước điện mình muốn chia sẻ với anh em thôi. Thực sự là nó còn phụ thuộc vào cái nhu cầu của mình nữa, nên là mình cũng không thể nói được là nó quá ngon hay quá dở. Thì theo cá nhân mình thì mình thấy nó ok, không có vấn đề gì, hợp và phù hợp. Đó, bây giờ mình sẽ cho anh em nghe thử cái máy bơm này nha, cái bơm này nha, nó êm như thế nào nha. Bơm này xài rất là ngon nha anh em, tại do là mình thấy nó rườm rà nên mình gỡ thôi. Mốt sau này mình cần thì mình sẽ gắn nó lại, mình để nó xài nha, mình không có bán gì đâu. Đồ mình thì mình rất ít khi bán. Đó, anh em nghe tiếng bơm rồi. Nó kêu là do nó không có nước nha anh em. Đó, anh em thấy nó êm ru không? Đó, êm ru. Món ngon lắm. Mình mà gắn vào máy thì nói chung là trong máy thì khỏi nghe cái tiếng luôn. Thì khi nào mà nó đụng vô dàn nhựa thì mình mới nghe tiếng nó thôi. Đó, thì theo mình, quan điểm cá nhân mình thì mình thấy nếu mà anh em đi 5762 mà nhẹ nhẹ thì chả phải cần đi bơm nước điện. Còn ví dụ như 62 touring mà mặn chút thì nói chung là cũng phải đi cho nó mát máy. Nó tùy thuộc vào nhu cầu của mình thôi. Thì clip ở đây cũng khá là dài rồi. Thì mình kết thúc tại đây ha. Thì cảm ơn anh em xem clip của mình, hẹn clip sau. Sẽ làm nhiều video cho anh em xem hơn. Cảm ơn anh em, tạm biệt em ha.